Alo. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta sẽ trở lại với chương trình giao lưu văn nghệ chúc mừng buổi tiệc Happy Birthday dành cho thiên thần nhỏ Edward của chúng ta. Và để liên tục chương trình, xin trân trọng kính mời tiếng hát của thầy Trường. Dạ, không biết thầy Trường còn ở lại buổi tiệc không ạ? Dạ vâng ạ, dạ thưa, xin trân trọng kính mời tiếng hát của thầy Trường sẽ cùng tiến về sân khấu và giao lưu với chương trình. Rồi, kính thưa quý vị thân mến, và sau ca khúc của thầy Trường giao lưu theo sự yêu cầu, xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh Đồng. Dạ, chuẩn bị cho mình một nhạc phẩm yêu thích nhé. Lời đầu tiên thì thị trường xin gửi lời chúc đến nguyên khách năm mới về sức khỏe và thành đạt các công việc. Ca khúc thị trường gửi hôm nay là Sẽ Hơn Bao Giờ Hết, một ca sĩ của Trúc Hồ. Bây giờ thị trường xin gửi tặng quý vị một phút thứ hai chờ đâu ạ.